Sáng ngày 9 tháng 4, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng tổ chức giao ban công tác đối ngoại quốc phòng quý 1 năm 2019. Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2019, công tác đối ngoại quốc phòng được các cơ quan đơn vị tiến hành chủ động tích cực trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả song phương và đa phương. Các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, đạt hiệu quả cao, góp phần tăng cường, củng cố lòng tin với các nước, các tổ chức quốc tế Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước, quân đội và tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo Đảng nhà nước nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực trong quá trình hội nhập quốc tế và bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định đất nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá cụ thể từng hoạt động của công tác đối ngoại, chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động công tác đối ngoại quý 2 năm 2019. Kết luận hội nghị Trung tướng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh: Trong quý 2, công tác đối ngoại tập trung theo dõi sát tình hình quốc tế khu vực để kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng nhà nước, hướng xử lý quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước. Phối hợp với các cơ quan đối ngoại của Đảng nhà nước, chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực đối ngoại quốc phòng trong các chuyến thăm hữu nghị chính thức của lãnh đạo cấp cao Đảng nhà nước và phục vụ đón các đoàn cấp cao thăm và làm việc tại Việt Nam. Chú trọng hợp tác quốc phòng song phương với Lào, Campuchia và một số nước theo kế hoạch Tập trung thực hiện tốt các kế hoạch trao đổi đoàn của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đón các đoàn quân sự cấp cao các nước đến thăm Việt Nam. Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương, tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng quân sự ASEAN năm 2020. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế về quốc phòng. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại quốc phòng trên các lĩnh vực song phương, đa phương và các hoạt động đối ngoại khác.